Nội thành lập năm 1951, ban đầu có tên là Đại học Văn khoa. Trường nằm tại số 136 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trong khuôn viên trường có đặt hai tượng giáo sư nổi tiếng là thầy Đặng Thái Mai và thầy Lê Văn Thiêm. Chúng mình nằm cạnh người chị em là Đại học Quốc gia. Khuôn viên hai trường có nhiều chỗ chung nhau, vì vậy dễ lạc lắm đấy nhé. Trong trường còn có một ngôi chùa được xây dựng từ thời Lý, đó là chùa Thánh Chúa, là nơi để sinh viên đi lễ ngày mùng 1 và ngày rằm cầu mong bình an, học tập tốt. Nhìn từ trên cao xuống, hai cây xoài của chùa như hình trái tim vậy. Đây cũng là nơi để sau mỗi lần đăng ký tín, chúng mình lại đến ngồi để tĩnh tâm. Con đường tình yêu của trường sư phạm thì quá nổi tiếng rồi đúng không nào? Nhưng chúng mình đi vào những ngày tháng 3 rồi nên lá khá là xanh, không còn lá đỏ giống như trong phim nữa. Trường có riêng một sân vận động để chúng mình hoạt động thể thao nữa đấy. Mỗi buổi chiều là sân vận động lại xuất hiện các bạn trai xinh gái đẹp, thỏa mãn tâm hồn người thiếu nữ ghê. Hội trường tháng 11, tháng 10 là hội trường rộng nhất của trường Đại học Sư phạm. Tên của hội trường là ngày thành lập trường luôn. Năm nay trường sẽ kỷ niệm 70 năm thành lập trường. Hôm đó mình nhất định sẽ trở lại để quay cho các bạn xem. Trong khuôn viên trường còn có trường tiểu học thực nghiệm Nguyễn Tất Thành, trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành và trường trung học phổ thông chuyên sư phạm nữa. Trường có vô số góc súng ảo cho các bạn sinh viên nữa nè. Những chiếc cửa sổ xinh xinh ở dãy nhà cạnh sân vận động. Một chiếc bảng thông báo xinh xắn giống với tòa soạn báo Hà Nội mới. Ký túc xá của trường cũng có bảo mật khá là tốt. Sinh viên ra vào phải có thẻ hoặc là dấu vân tay. Cuối cùng là địa điểm ăn uống ngay ở ký túc xá. Tèn tèn, có hai quán bánh mì đối diện nhau luôn nè. Một quán kết hợp với trà chanh, còn một quán là bánh mì theo kiểu truyền thống. Bây giờ thì chúng mình đang nhìn thấy rất là nhiều các bạn sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngồi ở đây. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi phỏng vấn các bạn ấy để xem các bạn ấy nghĩ gì về ngôi trường này, cũng như là giảng viên hay là môi trường học ở đây nhé.
chào bạn, mình có thể phỏng vấn bạn một chút được không nhỉ? À, dạ vâng được ạ. Bạn có thể cho mình xin một chút thông tin cá nhân của bạn được không? Bạn có thể giới thiệu bạn tên là gì nhỉ? Em tên là Lâm, em đang là sinh viên K70 của khoa lịch sử ạ. Dạ vâng ạ. Bạn lý do gì mà bạn chọn vào ngôi trường này? Lý do em chọn ngôi trường này là do từ nhỏ là ước mơ của em đã trở thành một người giáo viên ạ. Bạn có chia sẻ gì về giảng viên hay là môi trường học ở đây không? Em thấy thì giảng viên ở trường mình rất chi là nhiệt huyết, tận tụy với nghề, rất là dễ thương ạ. Bạn có điều gì mà thực sự ấn tượng hay là muốn chia sẻ để các em khóa sau có thể vào đây hay là có một cái chút gì đấy ấn tượng hơn về ngôi trường này được không nhỉ? Ấn tượng của em ở ngôi trường này là đây là một ngôi trường rất là hiện đại và thầy cô bạn bè là rất là hòa đồng, giúp đỡ nhau ạ. Bạn có thể cho mình hỏi một chút được không ạ? Theo bạn thì con đường nào là con đường mà bạn ấn tượng nhất ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội? Theo mình thì con đường tình yêu ở sâu nhà ca là con đường ấn tượng nhất trong Đại học Sư phạm Hà Nội. Vậy có lý do gì mà nó lại trở nên ấn tượng như thế mà kể cả sinh viên sư phạm hay là sinh viên trường ngoài đều biết đến không ạ? Thứ nhất là theo mình thì con đường đấy nó có cảnh khá là đẹp. Và thứ hai là được người ta chụp ảnh và đăng lên Facebook khá là nhiều nên là nhiều người biết. Và chỗ này thì sẽ là chỗ chụp ảnh của khá là nhiều người ấy. Nên là theo mình là nó khá là ấn tượng. Vâng, cảm ơn bạn. Vài câu hỏi dành cho các bạn về trường Đại học Sư phạm Hà Nội thì các bạn có thể giúp mình trả lời đúng không ạ? Vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên là mình muốn hỏi các bạn là bạn trước nhé. Con đường nào là con đường mà bạn thấy ấn tượng nhất ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội? Theo em thấy thì là cả sinh viên trong trường và sinh viên ở bên ngoài thì đều biết đến con đường tình yêu của trường và nó rất nổi tiếng ạ. Mặc dù là kể cả học sinh muốn thi vào trường hay là đấy thì đều biết đến con đường tình yêu của trường. Theo bạn thì tại sao nó ấn tượng người khác như thế nhỉ? Em nghĩ là do quang cảnh xung quanh và cái không khí khi mà mọi người đến đấy cảm nhận được. Bạn thấy cái con đường đấy nó như thế nào đối với bạn? Em thấy cậu em khá thích cây cối nên là em khi vào đây vào đấy thì em thấy rất là kiểu thiên nhiên, rất là trong lành. Thế còn bạn thì sao nhỉ? Em cũng thấy em khá là ấn tượng với cả con đường tình yêu của trường mình. Bạn nghĩ là có lý do gì mà đến sinh viên cả trong trường lẫn sinh viên ngoài trường thì đều biết đến con đường này không? Em nghĩ là mọi người hãy thử đến đấy và được ăn cơm chó miễn phí ạ. Vâng ạ. Bạn có điều gì mà bạn thực sự ấn tượng mà cả bản thân bạn cảm nhận được từ cái con đường đấy không nhỉ? Em nghĩ là một cái sự ấn tượng nhất chính là cái lúc mà trường thay lá ấy ạ. Thì cái con đường đấy nó như một cái đường ở Hàn Quốc ạ. Nhìn nó rất là lãng mạn, romantic. Rồi mọi người rất thích đi phát cơm chó ở đấy. Rồi những con người như bọn em thì sẽ phải ăn no thôi. A few moments later. Các bạn có thể cho mình hỏi một chút được không ạ? Mình muốn phỏng vấn một chút. Câu hỏi đầu tiên mình muốn dành cho các bạn đấy chính là các bạn nghĩ sao về giảng viên của trường Đại học Sư phạm ạ? Bạn trước. Mình thấy là giảng viên của trường Đại học Sư phạm thì đều là các thầy cô, nghĩa là có chuyên môn cao và rất là tận tụy với nghề. Tại vì những thầy cô mà mình từng học thì mình đều cảm nhận được là mọi người có một vốn kiến thức rất là nhiều và đều là các giáo sư, phó giáo sư các thứ. Không biết các khoa khác thế nào nhưng mà khoa văn mình là như vậy. Còn bạn sao nhỉ? Bạn có chia sẻ gì không? Mình thấy thầy cô ở trường mình rất là có trình độ cao này. Và các thầy cô tận tụy với công việc và rất là tận tình với sinh viên. Đấy, mình thấy như thế. Oh no. Hỏi nữa dành cho các bạn, đấy chính là các bạn nghĩ sao, nghĩ rằng là có những cái điều gì mà người ngoài đang nghĩ sai về sinh viên sư phạm không ạ? Mình có gặp một số bạn ở những trường khác thì có nói là sinh viên sư phạm thì thường là các bạn sẽ kém năng động và sẽ kiểu rụt rè và nhút nhát. Nhưng mà thực chất thì mọi người chưa đến sư phạm mà chưa biết. Và khi là sinh viên sư phạm thì ngoài dạy học ra cũng có rất là nhiều những cái ngành khác, như là những hệ cử nhân hay là về du lịch hay là về tiếng cũng có là sư phạm. Thì hiện tại bây giờ là rất là năng động rồi và mình thấy là tham gia rất nhiều các hoạt động xã hội và những cái câu lạc bộ hay là hoạt động của trường mình cũng rất năng động. Nên mình thấy sinh viên sư phạm cũng rất năng động chứ không như mọi người hay nghĩ là rụt rè và kém năng động. Vâng, cảm ơn bạn.
Thế còn bạn thì sao nhỉ? Mình cũng thấy giống bạn ấy, kiểu người ngoài nhìn nhận vào trường mình ấy sẽ thấy là học sinh viên trường mình bị động và nhưng không năng động. Nhưng mà thực ra thì mình thấy trong trường mình có rất nhiều sinh viên năng động và các bạn ấy cũng tổ chức giỏi giang và có nhiều hoạt động nổi bật. Cảm ơn bạn ạ. Theo mình nghĩ thì mọi người xung quanh mình thường nghĩ sinh viên sư phạm sẽ luôn là những cái chàng trai hay cô gái rất là ngoan ngoãn và theo một tiêu chuẩn nào đó. Nhưng mà với mình khi mà vào trường mình thật sự rất bất ngờ. Mình là một sinh viên học trường sư phạm nhưng mà mình học ngành hóa sư phạm. Mà khi tiếp xúc với các bạn sinh viên trong sư phạm như sư phạm văn, sư phạm toán, sư phạm hóa hay vật lý vân vân, thật sự các bạn rất là năng động, trẻ trung, thể hiện những cái năng lượng mà mình rất là thích. Và thật sự là trước khi vào trường và sau khi vào trường mình đã có một suy nghĩ rất là khác về các bạn sinh viên sư phạm. Cho mình hỏi về một đêm bạn không ngủ khi là sinh viên thật ra là không chỉ là sinh viên sư phạm hay mà là sinh viên tất cả trường đại học. Khi đã học tại đại học thì chắc chắn là sẽ có một đêm, rất nhiều đêm không ngủ để chạy deadline ở thi cuối kỳ hay thi giữa kỳ. Là một sinh viên sư phạm với chuyên ngành công thông tin, mình đã rất là nhiều đêm phải thức trắng ở cycle cây học về các chuyên ngành để có thể qua môn và được học bổng.